không phải buồn trong nghề mà buồn trong đời, trong đời, lúc làm nghề, là khi chị Diễm mà con chị mất. Không được nhìn mặt con, không được đi chôn con mà vẫn phải diễn. Ông Đặng Vinh Quang mang con đi với chị hai, mẹ của con Hữu Châu á. Chỉ có hai người thôi, gần ngay mùng 1 Tết nữa. Đi tìm mướn xe lam, rồi nghe kể lại thôi. Mướn chiếc xe lam rồi đi lại cái trại cưa đó mà cưa mấy cái mảnh. Bị con chị mới 3 tuổi mà. Cưa những cái mảnh gỗ, mảnh giác mà không dám đóng lại nữa. Có nghĩa là chôn đại ở ngoài lề đường á. Có nghĩa là chạy ra ngoài đường á. Rồi cái tấp vô là ngoài đường đó, đất đường ngoài đó, chôn đại. Có nghĩa là sau cái chôn đó đoàn hát dọn đi, chừng một năm sau lại không biết chỗ nào. Một cái nỗi đau cho tới bây giờ, chị không dám nói với ai. Và nỗi đau lần thứ hai là anh Đặng Vinh Quang mất. Lúc đó chị với anh Út thì cũng đang đi thi. Hai mẹ con nhảy nhót rồi ca giỡn rồi kia, đu đa đu đỡn ở trên sân khấu. Thì ổng mất. Mặc dù chị với anh Đặng Vinh Quang lúc ảnh mất là chị với ảnh chia tay cũng gần 21 năm rồi, nhưng mà cái tình đồng nghiệp, cái nghĩa vợ chồng nó vẫn còn. Đó là thành ra mình vẫn là vẫn đau chứ. Ở trong khi thấy con mình nó ráng ém cái nỗi đau nó lại, nó nít mà. Ráng ém nỗi đau lại để mà diễn tiếp. Thì đó cũng là cái nỗi đau nó cũng lớn. Trong đời, trong cuộc đời đi ha, nó trải qua hai cái nỗi đau như thế. Út Ngọc ơi, có chú Vân lại chơi nè con. Vô dạ. Con, vô nhà. Mời ông vô nhà đi. Con mời ông vô nhà đi. Rồi, vô. Dạ. Nắm dạ, giỏi đó. Đây. Dạ. Cơ ngơi. Dạ. Rồi con vô kêu mẹ đi, ngồi đi em. Dạ. Rồi hắn ngồi vô đây. Trời đất ơi. Thấy không, lo cho chị hả không, có máy massage rồi đó. Trời ơi, vậy thì chị sống cuộc đời đế vương là chị còn đòi cái gì. Ngồi đi chị Phương. Nè, trước tiên tặng em nè. Trời đất ơi, em với nó cũng giống nhau lắm đó. Ủa con chào chú. Dạ. Khỏe không con? Dạ khỏe, chú mới tới hả chú? Ủa mà sao chú biết nhà con? Má giặt lên. Dạ. Má chơi với con bé này dưới nhà chung cư nè. Dạ. Nay có chuyện tới thăm. Tới thăm qua bên Trận Đạo, cái chỗ cung điện của ba. Mà không có bả là tao biết ba ở đây rồi chứ đâu. Dạ. Vậy chú ngồi chơi nha, con ở tay á sao. Ở lại ăn cơm luôn nha chú. Từ nãy má. Đâu rồi, con yên tâm đi, chú tới đây là để ăn trực. Bước vô là thấy nè, thứ nhất là nhỏ nhưng mà rất ấm cúng, đầy đủ tiện nghi. Em cái tuổi mà trẻ bây giờ mà tụi nó có cơ ngơi vậy là mừng. Chị thấy cuộc sống càng ngày nó nâng cấp. Đúng rồi. Mức sống nó càng ngày càng đi lên. Hồi xưa thời em với chị, trời ơi. Cái thời của chị em mình á, mà thì tivi thì trắng đen, còn sắm được chiếc xe đạp cũng giống như là một gia tài. Chị nhớ hồi xưa mà ông Đặng Vinh Quang mua chiếc xe đạp đầu tiên năm 76 á, là phải chạy tuốt ở Bà Chiểu á. Bởi vì Bà Chiểu thì có cái dạng xe đạp mà cũ người ta đem ra ngoài bán, ra ngoài ta bán đồ cũ đó. Mới mua chiếc xe đạp mà chạy từ Bà Chiểu về Nguyễn Trãi, chỗ mà quẹo xuống Nguyễn Cư Trinh á. Chị mua, chị mướn phòng ngủ ở đó đó, mướn cái nhà để mình ở trọ đó. Hai vợ chồng chạy từ đó đi xe lam đi xuống Bà Chiểu, rồi mua chiếc xe đạp mà chạy từ Bà Chiểu chạy về mà vui mừng dữ lắm. Chứ hồi xưa là đi hát là có gian đi bộ, rồi xong rồi có gian chị Ba Thanh Nga đó mà. Xe của chị Ba Thanh Nga hồi chiếc xe còn xe hơi mười mấy chỗ đó. Đó là diễn viên lúc đó là nghệ sĩ nào mà không có đi mà dạng cây gõ đi xa đó, Cao Đồng Hưng rồi mà không có phương tiện đó, là chạy là đó có gian chị ảnh chị đi xong tối về rồi lại lộ bộ về nhà. Cái thời điểm đó thì tính ra về chị nhớ lại ha, chị đi vô cái nghề này này là bao nhiêu năm rồi? Chị đi năm 13, chị đi năm 14 tuổi, năm nay chị 71 rồi, em tính là nhiêu năm? Trời đất ơi, quá 60 năm hơn. Mới năm mấy à, nói chị lố dữ vậy? Thì nói vậy đi.
Nói chung á là mê em ơi. Vừa yêu nghề vừa đam mê, thành ra mới theo tới giờ này. Với hồi xưa đó khán giả đến với cải lương á, bị không có những cái phương tiện như bây giờ, không có những cái càng ngày xã hội càng tiến lên, biết bao nhiêu trò chơi, biết bao nhiêu thú vui để người ta xem, người ta chọn lọc, người ta chọn để người ta xem. Đương nhiên trong đó có những cái kênh cũng không nên xem, nhưng mà vẫn đắt. Còn cải lương hồi xưa thì tập trung cải lương mà, khán giả đến với mình nó làm một cái gì đó mà cái nghề này bỏ không được. Nhưng mà em hỏi chị nha, nói hồi xưa chị đi hát em biết chị với anh Đặng Vinh Quang là tiền nhiều lắm à, nhưng mà hai ông bà vẫn có một cái tính giống như những người nghệ sĩ đi trước, không bao giờ nghĩ tôi sẽ mua cái nhà chà bá tôi ở. Ông bà người ta nói kêu an cư lạc nghiệp, thôi mình cứ sống theo đoàn đi, đoàn đi tới đâu mình đi tới đó, có nhà chi cho mệt. Chính vì những suy nghĩ đó mà tới bây giờ cái chuyện mà mình chọn được một cái chỗ ở còn kêu mình đúng theo ý thích của mình, nó cũng gặp những cái khó khăn. Em nói đúng không? Đúng đó. Vì em biết sao không, lý do thế này nè, ngày xưa đó thì cái tính bầu đoàn thê tử của một nghệ sĩ là gần như đặt lên hàng đầu. Yeah. Cái nhà không phải là tổ ấm mà cái đoàn mới là tổ ấm. Đúng, đúng không? Yeah. Vợ chồng con cái rồi anh chị em rồi kia nọ tập trung hết trong một đoàn thì có nhà để làm gì, nhà ai ở mà làm gì, biết làm cái nghề gì ngoài cái nghề hát này đâu. Yeah. Thì em thì là ánh sáng, rồi một đứa cháu là âm thanh, rồi có nghĩa là nó tập trung trong một cái đoàn hát. Đương nhiên những cái đó là những anh chị đi trước cỡ tuổi chị. Nói chung là cái bộ môn nghệ thuật của mình á, lúc nào cũng có cái thời kỳ giống người ta gọi là lên xuống thăng trầm, quá độ. Có nghĩa là thăng lên một chút xíu rồi phải chừng lại, cái nào cũng vậy. Nhưng mà hồi xưa đó là lý do thế này nè, sở dĩ nó không có tới mức độ mà như bây giờ. Bây giờ em nhìn thấy đi tới đâu, từ trẻ tới già tới lớn tới này kia nọ, ai cũng mê cải lương, ai cũng muốn ca câu giọng cổ, ngay cả ca nhạc cũng muốn ca một câu giọng cổ. Nhưng ở đây không có đất dụng võ, chỉ ca cổ thôi. Còn hồi xưa tập một cái vở, mà một cái vở đó có thể mà đắt khách cái là ăn 10 năm nó vẫn còn tồn tại. Đúng rồi. Bởi vì không có cái gì để xem hết ngoài cái đó. Còn bây giờ cải lương mình phải đi theo thời đại, phải đi theo cái lớp trẻ. Bây giờ nó đi phi thuyền, nó đi lên tới cung trăng rồi, còn mình còn đi xe ngựa thì làm sao theo kịp. Chị nói thì cũng phải, nhưng ý em nói vậy nè, cái cải lương ngày xưa em hồi lúc em còn nhỏ em đi xem cải lương thì em thấy mở màn ra là rất đẹp. Bởi vì cảnh trí tất cả những cái đó người ta vẽ kêu sơn thủy phải không chị? Trời ơi, nó giả nhưng mà nó thật, nó tả thực từng chi tiết. Đúng rồi. Em nhớ những cái cảnh đánh nhau mà bay à, bay cái sân khấu, bay ở trong sân khấu không nói gì, mấy anh hậu đài ở trong mà giật dây là cho diễn viên bay ra khán giả rồi họ giật ngược trở vô. Đúng rồi. Mà bay cái kiểu này đâu phải là đơn giản. Đúng đó rồi. Đó là cả một cái công trình. Những con người đó là những con người rất tài giỏi. Rồi thêm cái nữa, kỹ xảo trên sân khấu. Tất cả những cái đó là kỹ xảo sân khấu. Mà phải nói là những người mà làm được những cái chuyện đó, cái đó trong giới nghệ thuật mình kêu là, trong đoàn kêu là gì chị? Anh em gì? Anh em nghệ gì? Anh em kêu đó là những người hậu đài hả? Hậu đài, anh em hậu đài. Hậu đài bao gồm có bây giờ người ta gọi đạo cụ, chứ hồi xưa là ba cái đồ của mình đó, đồ hội, đồ không. Không, ý em muốn nói là những người mà làm kỹ thuật ở trên sân khấu như vậy thì cũng là cũng hậu đài, trong một nhóm hậu đài. Mà nói là ngưỡng mộ những con người đó quá đẹp. Rồi thêm một cái nữa, bước vô cái đoàn hát, ví dụ đoàn Kim Trung một, đoàn Thanh Nga, đoàn gì ABC, nghệ sĩ không có chụp hình, vẽ không mỗi rồi. Người vẽ một bức tranh treo. Lý do thế này nè, các em trong cái thời đại bây giờ đó rất là sung sướng, rất là hạnh phúc, được tạo mọi điều kiện, được làm những cái bậc thang, được đã tạo hết những cái bậc thang để các em nó tự dẫm lên và bước lên. Nhưng mà chứ không phải giống như chị em mình, có nghĩa phải đi học. Chị thì học từ đoàn,
học kinh nghiệm, có nghĩa là rút tỉa kinh nghiệm, chắt lọc xương máu từ những vở tuồng, qua từng lớp anh chị em nghệ sĩ, qua từng lớp đạo diễn. Đạo diễn là bây giờ, hồi xưa là ông thầy tuồng là ông đạo diễn luôn. Ông có nghĩa là khi mà ông viết tuồng là ông Donny đóng vai. Nhân vật nào, người nào hợp với phù hợp với vai nào là ta diễn vai đó. Thì bởi vậy mới bật lên. Trong đó là những anh chị em, những cây đa cây đề ngày xưa là không ai giống ai. Nổi tiếng lên không ai giống ai. Không trộn lẫn vào với nhau. Còn các em bây giờ trong cái thời đại mình quá nhiều cái mới, mỗi ngày nó một cái mới. Theo không kịp. Cái để cho người nghệ sĩ mà yêu nghề cải lương họ sống được với nghề, và cải lương trên sân khấu được mở màn và nhiều tuồng tích được phát triển và đến với công chúng. Còn nó dừng lại ở cái chỗ là trong những hội hè sinh hoạt, hay là họ nhớ lại cái tiềm thức. Em nhìn thấy ở một cái khía cạnh nó làm cho cải lương mình đi xuống. Thứ nhất là không có tuồng tích mới. Thứ hai, cái kiểu của cải lương dựng bây giờ thì nó là mang cái tính là tượng hình, ý tưởng, nó không có đậm cái yếu tố mà tả thực như cải lương ngày xưa. Hả? Nếu mà mình so sánh hai cái mà trộn lẫn lại thì mình thấy rõ ràng cái giá trị mà cải lương mang lại ở quá khứ và giá trị cải lương đang tồn tại theo ý của chị nói, thì em nghĩ nó chết lâm sàng đó chị. Chị biết nó chết mà. Chồng nãy chị nói nó sống. Đó là tâm tư của chị. Chị bà bánh khóe dễ sợ. Bà che đậy cái sự mà đau của bà. Trời ơi. Nghĩa là tâm tư của chị. Lý do thế này nè. Cũng nói đó là cái một cái niềm rai rứt. Một cái nỗi mà... một cái điểm gì đó mà tới bây giờ chị vẫn không buông nghề được. Chị vẫn không buông nghề được. Có nghĩa là bây giờ chị muốn... còn một cái khoảng thời gian, cái quỹ thời gian nó không còn nhiều nữa, nhưng mà chị muốn làm một cái điều gì đó để lại cho các em đó. Vì thật sự các em nó không có chỗ nào để nó học cả, ngoài học ở trường. Học ở trường thì đương nhiên là cũng dạy, nhưng mà cái thực tế ở ngoài đời nó hoàn toàn khác. Thực tế trên sân khấu, xương máu trên sân khấu nó lại hoàn toàn khác. Bởi vì nếu mà học xong là thành tài, ở đây nó không phải là kỹ sư hay là bác sĩ, ngay cả bác sĩ cũng phải thực tập, kỹ sư cũng phải vậy. Yeah. Đó thì huống hồ gì con người chúng ta vừa là máy móc, vừa là tất cả mọi thứ, là con người mà phải vận dụng cái đầu. Mà cái đầu tác động của khán giả, tác giao lưu của cô bác anh chị đi trước, kế là bạn diễn của mình, các em út đi ở dưới. Còn chính vì những cái đó mới rút được kinh nghiệm, vì mới lớn lên, nghề mới tạo nghề, thì mới được. Có nghĩa là có cái, những cái vốn sống đó thì mới là nghệ sĩ. Bữa nay trong một cái buổi em đi thăm chị, hỏi xem sức khỏe chị thế nào, gia đình chị làm sao, và cuộc sống tương lai của chị. Nhưng mà khi em chị đang ngồi cái quẹo vô cái vụ cải lương, cái mình nói sai mê, mình nói lạc đề. Tại sao em chị đây làm gì? Bởi vì mình quá yêu. Quá yêu nghề. Em thật sự mà nói, em rất vui nha chị Phương. Em rất vui. Bởi vì cái ngày mà vô nghề, em nhớ là cái thời mà em còn đi học, rồi em bệnh, trời đất ơi, không có ai hết, sốt rét. Tới 5 cộng, nằm ở bệnh viện Kẻ Quán, chị là người đem thức ăn vô cho em. Trời ơi, lúc đó em mới nói, chị đi rồi mà em cứ nhìn cái dáng của chị đi khuất ở hành lang. Rồi em nhìn cái mà chị mang tới cho em. Cái đó nó không còn là tình cảm nữa. Nó không còn là vật chất để mà em hưởng cái đó. Để em lấy cái năng lượng mà em chống chọi với những con virus sốt rét. Rồi tới cái lúc hết bệnh đi ra. Thời đó không có điện thoại. Lâu lâu chị em mới gặp. Nhưng khi gặp, em nói thiệt. Nói chị Phương, chị khỏe không? Nói ra ba câu cười, thậm chí Tiếu Lâm này kia cười ha ha ha. Nhưng khi mà chị đi rồi thì cái tô phở của chị nó vẫn còn trong đầu em. Bây giờ em chưa ăn hết tô phở của chị nha. Em vẫn để đó nha chị Phương. Chị, hồi đó giờ chị đi diễn, lúc nào mà chị buồn?
thật sự trong cuộc đời mà đi hát của chị nhiều cái gieo neo lắm. Dạ. Yeah. Đương nhiên trong nghề mình thì phải trải qua xương máu thì mới tôi luyện cho mình cứng rắn lên, tôi luyện cho mình xem mọi thứ là nhẹ nhàng đi. Có những cái nỗi đau, có những cái nỗi buồn để cho mình lướt qua được, mình vượt qua được thì tất cả những chuyện buồn sao nó không có cái gì nặng cả. Nhưng mà chị trong trong đời chị thì hình như là trong giới và khán giả đều biết trong cái chuyện mà không phải buồn trong nghề mà buồn trong đời lúc làm nghề là khi chị diễn mà con chị mất. Không được nhìn mặt con, không được đi chôn con mà vẫn phải diễn. Ông Đặng Vinh Quang mang con đi với chị hai, mẹ của Hữu Châu á. Chỉ có hai người thôi. Rồi ngay mùng 1 Tết nữa, đi tìm mướn xe lam. Rồi nghe kể lại thôi, mướn chiếc xe lam rồi đi lại cái trại cưa đó mà cưa mấy cái mảnh. Bị con chị mới 3 tuổi mà. Cưa những cái mảnh gỗ, mảnh giác mà không dám đóng lại nữa. Có nghĩa là chôn đại ở ngoài đường á. Có nghĩa là chạy ra ngoài đường á. Rồi cái tấp vô lề ngoài đường đó, đất đường ngoài đó chôn đại. Có nghĩa rằng sau cái chôn đó đoàn hát dọn đi chừng một năm sau lại không biết chỗ nào. Một cái nỗi đau cho tới bây giờ chị không dám nói với ai. Và nỗi đau lần thứ hai là anh Đặng Vinh Quang mất. Lúc đó chị với anh Út thì cũng đang đi thi, hai mẹ con nhảy nhót rồi ca giỡn rồi kia, đú đa đú đỡn ở trên sân khấu thì ổng mất. Mặc dù chị với anh Đặng Vinh Quang lúc ảnh mất là chị với ảnh chia tay cũng gần 21 năm rồi, nhưng mà cái tình đồng nghiệp, cái nghĩa vợ chồng nó vẫn còn đó. Rồi thành ra mình vẫn là vẫn đau chứ, trong khi thấy con mình nó ráng ém cái nỗi đau đó lại, nó nít mà ráng ém nỗi đau lại để mà diễn tiếp, thì đó cũng là cái nỗi đau nó cũng lớn trong đời. Trong cuộc đời đi hát nó trải qua hai cái nỗi đau như thế. Dài dài nói gì nói cũng phải có kỷ niệm. Là sao? Tạo cho chị một sự bất ngờ. Ồ. Hồi đó giờ là chị hát nhưng mà chị không có coi. Đương nhiên rồi. Bây giờ chị phải coi chị hát. Hả? 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 Cái đâu hả? Ra? Gì hả? Trời đất ơi, tụi em là bây giờ hay lắm. Băng đĩa nào mà ca cũng đưa tới. Vì ổng sưu tầm mà biết không? Thì sẽ có hiện lên đó. Là thiếu quá à. Con cá mống nó có chút ghét vậy nè. Ăn không có ghét rủ cái kẻ răng nữa. Đâu vậy? Đâu ra vậy? Từ từ từ, từ. Châu Tạm. Mẹ là một mụ gì ghẻ độc ác. Chuyên hãm hại con chồng. Nhưng mà cái khúc này nè, mình phải ăn con cá bông. Lớn nhỏ gì cũng phải đem đi nấu hết. Mới lần đi ra. Nó đâu ra cái này? Chồng đây. Tại chồng không chịu lấy, tại sao tao lấy chồng? Bởi vậy tao mới xin mấy bà đem cho tao kiến xoay. Trời hồi xưa bà đẹp ghê trời. Thế ai xoay kiến xoay thì có ngay được chồng liền tay không? Tao chỉ nghe như thế thôi, thật ra thì sao? Ê hồi đó còn đẹp lắm nè. Trời ơi chị đẹp lắm chứ bộ. Nước hương trời. Tài tử Hồng Kông Đài Loan đó. Nó mụ đàn ông chết hết rồi sao mày đi lấy cái thằng Chí Phèo? Mày á còn con gái, con nhà đầy nếp. Sao mày ngu si đi lấy thằng gì như chẳng tin thấy mà ghê. Mặt dai nằm già la làng luôn. Nhục cho tổ tiên ông bà. Mày làm xấu luôn tao. Đã hơn 30 tuổi đầu luôn ở vậy cho xong. Ô che anh. Công nhận bà Sáu này bà có duyên. Vì anh đâu. Bữa nay anh nghèo đâu có nhậu như hồi xưa. Anh hiền dễ thương vô cùng. Không nằm dài như trước đâu. Cô cũng mất anh.
Dạ mời chú. Dạ cảm ơn. Đảm bảo gia đình nha. Đảm bảo. Trời đất ơi, cái này mà đảm bảo gì bà Phương ơi. Hả? Tôm, thịt, rồi cá lóc mà nấu canh chua, cái này mà đảm bảo cái gì? Thì đơn giản canh chua cá, thay vì canh chua cá kho thì bây giờ là tôm rim. Chú cơm. Mời cả nhà. Rồi. Ăn thử con dâu nấu coi ngon không? Nhìn là thấy hấp dẫn rồi đó. Hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Hấp dẫn. Tại vì bữa nay chú có lộc ăn. Dạ. Có nghĩa rằng gia đình của ông Út có biết là chị qua thăm. Dạ. Thành ra là mới nấu món chị thích. Dạ. Đó. Bởi vậy chị thích toàn là những cái cao lương mỹ vị không à? Đâu có đâu chú nói vậy. Nói chứ từng tuổi này mình làm mình chị, bây giờ mình phải hưởng thụ. Ăn thì ăn được thì mới mừng. Chứ tới hồi mà ngồi chỗ không ăn gì sao được. Đúng vào ngư gì cá cũng nuốt không trôi cũng không xong. Đúng không? Thà ăn móng quẹt còn hơn nằm chỗ đút bầu ngư di cá. Chị muốn cái nào? Đó, ăn nó này. Nó nghe nói là đút nằm bầu ngư di cá là sợ rồi. Không, không thể nằm được. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ê con, thổi nó thổi. Tự cầm đi. Thật sự thì cho con nói cái này một chút. Là cái này là giống như là tụi con bù cho mẹ. Tại vì năm rồi là không có bánh kem của tụi con. Nhưng mà năm nào thì cũng được ăn sinh nhật với mẹ hết. Chỉ có năm nay là năm rồi là thiếu mẹ ăn cái. Cho nên bữa nay nhân chú Dân qua chơi thấy mẹ vui thì tụi con cũng tặng mẹ. Với lại tụi con cũng nhắc để mẹ nhớ là cái bánh kem này mẹ thấy không, không phải là cái số tuổi mà là cái số 1, là lúc nào mẹ cũng là số 1 trong lòng tụi con hết. Đó, thấy chưa? Đó, thật sự chị bất ngờ, tại vì hôm nay không phải là sinh nhật chị. Dạ. Nó qua rồi mà chưa tới. Dạ. Nhưng mà đúng là năm rồi không có tổ chức. Dạ. Bây giờ con nó, con với cháu nội nè, coi nè, thổi với nội nè, nghĩ tới mình. Hạnh phúc rồi chú, rất là hạnh phúc. Mẹ cảm ơn tụi con, nhất là cảm ơn đứa con dâu cũng bận biểu rồi bây giờ lại nhớ tới mẹ như vậy thì kem cũng may, nhờ chữ kem nó mới ngưng được xúc động chứ thôi rồi khóc nó cũng kỳ lắm, em bé mà khóc kỳ đúng không. Cảm ơn tụi con. Với sự chứng kiến của chú, chị cũng cảm ơn chú. Có nghĩa rằng chị em mình á, hình như là ngồi để ăn như vậy á rất ít dịp và không có. Có nghĩa là chị đi quay chung với chú thì vẫn có ăn với chú. Dạ. Chị đã ăn với đồ ăn của thím rồi. Dạ. Không phải là không. Mà tô ai nấy ăn rồi. Tô ai nấy ăn. Dạ. Gắp lỗ miếng bị rầy. Thì bây giờ bữa nay là cái ngày sum họp gia đình mà chú cũng chứng kiến được mà chú mừng cho hạnh phúc của chị, thì chị cũng mong rằng chú cũng sống như chị. Dạ. Cũng hạnh phúc như chị. Dạ. Rồi cảm ơn. Nè thổi đi con. Thank you.